Xin chào các bạn, và trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách mà làm sao đó mình có thể tuyển được hàng trăm rep mỗi ngày. Và đây là cái bí mật làm sao đó có thể tuyển rep được nhanh nhất dành cho những người mới bắt đầu. Và có rất là nhiều người bạn nó hỏi Sơn rằng là ồ Sơn ơi, thì có cái cách nào để mình có thể kiếm tiền mà mình không cần phải tuyển rep hay không? Đấy thì xin thưa với các bạn rằng đó là sẽ có rất là nhiều cách để giúp cho bạn kiếm được tiền mà không cần phải tuyển bất kỳ ai. Dĩ nhiên là như vậy, tuy nhiên rằng cái số tiền bạn nó kiếm được thì nó sẽ dành cho những người mới bắt đầu mà thôi. Có thể là nó sẽ kiếm được khoảng 3 triệu, 5 triệu một tháng thì nó cũng sẽ rất là giới hạn, đúng không nào? Còn ở góc độ đây, đối với những người bạn nào mong muốn nâng cao hơn, mình mong muốn có được thu nhập 5 triệu, 10 triệu hay là 20 triệu một tháng với những hình thức make money online mà MO kiếm tiền trên mạng như từ trước giờ Sơn đã hướng dẫn cho các bạn đó, thì lời khuyên đây các bạn nó nên cần phải chia sẻ những cái gì mình đang biết được cho những người khác, mình có thể chia sẻ để mình có thể tuyển được thêm những cái người họ làm trong cái đội nhóm của mình có thể nói như vậy cho dễ hiểu, đúng không nào? Thì đó là những cái người họ nhập cái những chia sẻ liên kết của bạn vào, thì bạn sẽ có nguồn thu nhập còn lớn hơn rất là nhiều so với việc bạn tự làm, được chưa? Thì có nhiều người nói rằng là tôi thì không có nhiều người đăng ký video như Sơn, ví dụ là bây giờ kênh YouTube của Sơn được khoảng 90.000 người đăng ký đi, thì bây giờ các bạn không có được nhiều người đăng ký như Sơn thì làm như nào? Thực sự thưa với các bạn rằng là trước đây khi mà Sơn mới bắt đầu á thì mình cũng là người đi nhập cái rep của người khác, đúng không nào? Thì chắc chắn là như vậy rồi, mình cũng đi xem những hướng dẫn người khác, sau đó thì mình bắt đầu mình học cách làm sao đó để mình có thể chia sẻ cái điều này cho được nhiều người biết. Ban đầu Sơn tư duy rằng Sơn cũng không nghĩ rằng là làm việc đó thì nhiều tiền đâu, mà mình nghĩ rằng là cái này hay quá, mình cần phải chia sẻ cho những người xung quanh mình biết để họ cũng có thể gia tăng được thêm thu nhập giống như mình. Và thông qua cái việc mình chia sẻ lại như vậy thì cũng rất là nhiều người họ làm được kết quả, họ có được thu nhập đó, và cái đó là mình đã làm mình cảm thấy rất là happy. Và sau đó thì mình bắt đầu mình chia sẻ nó rộng rãi hơn, ban đầu mình chia sẻ nó lên trên Facebook cá nhân, sau đó thì mình chia sẻ nó lên và trong những group nhóm, thì lúc đó rất là nhiều người ủng hộ và kết nối những cái điều đó. Họ cũng rất là mua vui khi mà họ có được thêm cách kiếm tiền mới. Nên bởi vậy mình cần phải có tư duy đúng đắn. Những tư duy sai lầm, tại sao tôi phải nhập rep của anh, không, tôi nhập rep nó chẳng qua là để cho ông có được thêm thu nhập, thì như vậy rất là sai lầm các bạn. Bởi vì sao? Có những lúc mình biết được rằng người bạn của Sơn nó đang có cái đường link affiliate này, mình nhập vào đường link affiliate để mình giúp đỡ họ, không, và mình nhập vào để mình có cảm ơn họ, mình nhập vào để họ có thêm thu nhập, thì cái việc đó rất là lành mạnh các bạn. Bởi vì các bạn trả nhập thì bạn cũng không có được thêm tiền, mà bạn cũng chẳng bị mất thêm tiền, mà thông qua cái việc bạn nhập đôi khi các bạn còn có lợi ích nữa, bạn có thêm những ưu đãi, những cái tuyệt vời hơn, không. Đôi khi có những cái tư duy sai lầm như vậy nên mình cả hai cũng chẳng có lợi gì hết, thôi ok không các bạn? Rồi, và những cái ngày đầu tiên thì Sơn cũng giống như các bạn thôi, cũng không có ai follow đâu. Và cái cách nào để mình đã có được thêm nhiều lượng rep và mình đã tuyển được bao nhiêu người, các bạn hình dung như vậy là có những cái app mình có thể chia sẻ lên hàng trăm nghìn người, hàng trăm nghìn người các bạn, hàng trăm nghìn người họ nhập thông qua cái mã của mình, thì đó còn là con số không hề nhỏ một chút nào, đúng không nào? Đó là bạn có thể tạo được cái nguồn thu nhập rất là lớn. Thì vậy làm như thế nào để có thể làm được như vậy? Đấy, thì bây giờ là chúng ta, trước khi mà chúng ta đi vào cái cách làm như nào đó, thì mình cần phải có một cái tư duy đúng trước. Tư duy đúng ở đây đó là chia sẻ rất là dễ dàng, không, mình hãy bỏ qua cái rào cản là ô tôi không biết cách chia sẻ nó khó lắm, không, thì mình hãy bỏ qua rào cản đi. Mình phải công nhận một điều rằng là chia sẻ cái việc là tuyển rep, tuyển những cái người mà họ nhập cái mã của mình nó vào là việc rất đơn giản, và chia sẻ là cái việc là giúp cho người khác kiếm được thêm thu nhập, không, chứ không phải là các bạn kiếm được thêm thu nhập không mà các bạn còn giúp được cho nhiều người khác. Bởi vì bên ngoài kia còn rất là nhiều người họ chưa biết cách kiếm tiền online trên mạng như thế nào, kiếm tiền trên điện thoại smartphone như thế nào, thì các bạn biết điều đó, các bạn đang giúp đỡ được cho người khác, không? Bạn hãy tư duy như vậy đi. Và khi mà các bạn chia sẻ càng nhiều thì thu nhập thì càng cao. Và mình hãy tập trung vào cái điều mình muốn, tập trung vào cái mục tiêu mà mình muốn, không? Đừng tập trung vào những cái rào cản là bây giờ tôi không có người theo dõi, không? Đó là cái rào cản của bạn, mà hãy tập trung vào cái điều mà bạn đang muốn, rằng các bạn muốn tuyển được bao nhiêu người phía phía bên dưới của bạn. Ở đây thì tôi chia sẻ cho các bạn đó, đây là một cái kế hoạch của tôi. Cái kế hoạch, cái bản kế hoạch đó mà tôi sẽ tuyển được số lượng người vào trong cái rep của mình. Ví dụ nha, bây giờ đây là những cái cách mà đang kiếm được tiền này. Đây chính là những cách kiếm được tiền. Và những cái cách kiếm tiền này thì tương ứng là số tiền trên một lượt tải về, hoặc là số tiền trên một lượt người ta nhập cái mã của mình. Tiếp theo đó là cái lượt cài trên một tháng, và đây là cái mục tiêu của tôi đặt ra. Đúng không?
Thì giả sử đi, đối với cái Ray Browser đi thì tôi có 100.000 trên một lượt cài đặt thành công. Thì chỉ cần khoảng 2.000 lượt cài đặt thôi là tôi đã có tổng số tiền nhân lên là 200 triệu rồi các bạn. Không, mà trong khi đó thì tôi đang target đấy, tháng này tôi sẽ có khoảng được 3.000 lượt cài đặt thành công, là đâu đó là khoảng là 300 triệu. 15.000 đô trên 300 triệu một tháng các bạn, chỉ riêng cái này thôi đã được có mấy trăm triệu rồi, đúng không nào? Nên tư duy đây là tôi không có tư duy nhỏ, luôn luôn tập trung tư duy lớn lên, chắc chắn các bạn sẽ làm được những điều này thôi các bạn. Không, và cũng xin nhắc lại, bởi vì thời gian gần đây cũng rất nhiều anh chị em cũng đang hỏi với Sơn rằng là Sơn có cái chương trình gì nâng cao hơn để cách làm sao được có thể kiếm được tiền online giống như Sơn hay không. Thì Sơn hiện tại đang có hai chương trình các bạn. Chương trình đầu tiên nó nói về cái affiliate marketing với Clickbank, giúp cho bạn kiếm được thêm thu nhập. Nếu như bạn học miễn phí thì có thể là khoảng 200 đến 500 đô một tháng. Còn nếu như bạn học chuyên sâu thì dĩ nhiên cái thu nhập nó sẽ cao hơn, khoảng 1.000, 2.000 đô, thậm chí 5.000 đô một tháng. Và mình cần phải thời gian, dĩ nhiên đâu đó khoảng 3 tháng, 5 tháng ở đó để mình có bắt đầu và mình xây dựng cái hệ thống kinh doanh cho mình. Cái số 2 đó là mình đang có một cái chương trình đó là dạy về kiếm tiền online, và đây là cái lớp advanced, lớp rất là chuyên sâu không, và nó sẽ giúp cho các bạn làm được những cái gì mà Sơn đang làm hiện tại, và có thể cái mức thu nhập của 5.000, 10.000 đô một tháng đều đặt là cái việc hoàn toàn có thể làm được. Nhưng cái lớp này thì nó không có rộng rãi giống như cái lớp Clickbank chuyên sâu, bởi vì trong cái lớp advanced này á thì chắc là một tháng thì Sơn chỉ nhận được khoảng 3 người thôi không, và cái điều kiện nó cũng rất là khắt khe. Thứ nhất là bạn phải đâu đó phải xấp xỉ 27 tuổi trở lên không, bởi vì lúc này tư duy có không, nguồn lực có không, và bạn cũng có động lực. Thứ hai là bạn cũng biết rằng bạn đang quyết định bạn đầu tư cái này để làm cái gì không, và nếu như những ai mà có khoảng dưới 50 triệu á, thì mình cũng không cần phải bắt đầu với nó đâu, cứ học những cái gì mà Sơn đang chia sẻ trên YouTube từ trước đến giờ đi, nó cũng có thể giúp được cho bạn kiếm được 10 đến 20 triệu một tháng rồi. Còn khi nào bạn đã tích lũy được đủ số tiền rồi, bạn có được thu nhập rồi, thì lúc đó học cái chương trình chuyên sâu của Sơn cũng được, không sao cả. Không thì Sơn vẫn rất là chào đón các bạn, đúng không? Bởi vì cái kênh YouTube Sơn VS nó lập ra bởi vì nó giúp được cho nhiều người khác nữa, được chưa? Rồi, ví dụ như bây giờ cái ứng dụng là Momo đi, thì tất cả những cái ứng dụng này trên kênh YouTube của Sơn nó đều hướng dẫn hết nha các bạn. Ứng dụng Momo này, ví dụ là 100.000 trên một lượt tải về đi. Đó. Thì bây giờ một tháng Sơn nó có khoảng 500 lượt tải thì Sơn nó có khoảng 50 triệu rồi. Hay là cái Go Live này, thì Sơn tính ra là trên một rep á, sẽ giúp cho mình kiếm được khoảng 5.000 đồng một tháng. Thì mình sẽ có khoảng 5.000 lượt tải về đi thì mình sẽ có 25 triệu này. Timo cũng vậy, 25 triệu. Thì tổng hết tất cả những cái ứng dụng này về, tất cả ứng dụng này về thì đâu đó thu nhập mình một tháng khoảng 400 triệu. Đó, và đây là cái con số là không hề nhỏ một chút nào. Dĩ nhiên đây cũng là một cái mục tiêu và mình cũng sẽ không có công khai chính xác cái thu nhập của mình được, bởi vì nó cũng rất là tế nhị các bạn. Nhưng ở đây là mình đang cho các bạn nó nhìn thấy được một cái con số nó rõ ràng ra để mình biết được rằng là mình đang muốn hướng đến cái điều gì. Nên là những người bạn nào thực sự mong muốn có được cái thu nhập khoảng 5.000 đô, 10.000 đô một tháng, và mình hướng tới cái việc là không phải là, dĩ nhiên không phải là làm một phát ăn ngay, hay là kiểu như là hôm nay làm ngày mai hưởng, hay là kiếm tiền và làm giàu nhanh. Dĩ nhiên cái điều đó là mình không ủng hộ đâu các bạn. Nên cần phải có thời gian, bởi vì nó là cái sự hoàn thiện bản thân của các bạn nữa, chứ không phải là tự nhiên Sơn chỉ là các bạn có thể làm được ngay. Bởi vì cái kinh nghiệm trong quá khứ của bạn, hay là cái khả năng của bạn, hay là cái sự nhận biết của các bạn, hay là cái mức độ của bạn hiểu về cái vấn đề như thế nào, thì Sơn mới giúp được cho bạn trong thời gian bao lâu. Nên thời gian nhanh hay chậm là do bạn quyết định. Nhưng còn cái khả năng kiếm được khoảng 5.000 đô, 10.000 đô một tháng, từ 100 triệu đến 200 triệu một tháng là hoàn toàn có thể đạt được. Và Sơn đã vượt qua được cái con số rất là lâu rồi các bạn. Và mình đang hướng tới, target tới con số mục tiêu lớn hơn, cái con số là 200 triệu một tháng, được chưa? Đó, thì chia sẻ với các bạn thực sự là như vậy. Đấy, thì nếu như bạn nào thực sự muốn học cái chương trình chuyên sâu đó, thì các bạn có thể inbox cho Sơn qua Facebook cá nhân. Đấy, và ok chết rồi, nãy giờ nói hơi xa vấn đề một chút. Đó, rồi thì bây giờ cách để mình có thể chia sẻ như thế nào, thì bây giờ bạn tư duy như vậy này. Để mình chia sẻ được cho 10 người thì nó quá đơn giản đi, nó những người thân thiết xung quanh mình đó các bạn. Đó là những người thân thiết xung quanh mà mình hay thường xuyên mình nói chuyện, đúng không? Đó, anh em này, gia đình, trong người thân gia đình này, thì mình đã có 10 người rồi. Dĩ nhiên là tất cả những cái này đều là miễn phí hết, họ tải về, họ cài đặt, họ cũng chả bị mất gì. Đó, thì mình đã giới thiệu được cho 10 người, mình cũng có thêm thu nhập. Còn thứ hai đó là mình mở rộng ra cái nhóm bạn bè của mình, những người đồng đồng nghiệp của mình, những người đi học cùng với mình, những người xung quanh của mình mà mình biết, đúng không? Thì cái nhóm này mình đã khoảng là 20 đến 50 người rồi. Không, bạn hãy liệt kê ra một cái danh sách
liệt kê ra một cái danh sách và sau đó thì các bạn hướng dẫn cho từng người một, thì lúc này bạn cũng có được khoảng một số lượng người nhất định, thì cái thu nhập của bạn cũng không hề tồi một chút nào, nó khá là ok đó các bạn. Còn nếu mà rộng hơn, các bạn có thể là tuyển được khoảng 50 đến 100 người, đó là bạn chia sẻ lên Facebook cá nhân đó các bạn. Không, bạn hãy xây dựng tốt cái hình ảnh cá nhân của bạn đi, bạn hướng tới cái việc là bạn giúp đỡ người khác, bạn hướng tới cái việc là bạn đăng những ngôn từ, những cái điều tích cực lên trên Facebook cá nhân đi, thì chắc chắn rằng cái việc này bạn sẽ tuyển được khoảng 50 người đến 100 người là quá đơn giản. Rồi tiếp theo là số 4, đó là bạn hãy chia sẻ vào các group cộng đồng. Các group cộng đồng thì nó là miễn phí, bạn có thể tuyển được khoảng 200 đến 500 người. Đó, nên trước đây là cái cách mà Sơn làm á, hồi trước thì chẳng có kênh YouTube đâu, cũng không có ai follow trên Facebook hết. Thì cách mà Sơn làm đó là mình chia sẻ vào các group cộng đồng. Thời điểm hiện tại có những group view là group cộng đồng về MMO này, đấy view nha. Bây giờ mình sẽ thử nhá. Đây là cái group mà của Sơn nha các bạn. Đó, để chia sẻ về affiliate marketing, anh em nào có thể chưa tham gia thì mình bấm một nút tham gia. Còn ví dụ như bây giờ mình có thể search cái từ khóa là MMO đi, các bạn chỉ cần search từ khóa MMO này, các bạn bấm vào phần nhóm này thì nó ra rất là nhiều những cái nhóm hiện tại người ta đang chia sẻ về những hình thức kiếm tiền online về MMO đó, hoặc là bạn có thể tham gia vào những group mà mẹ bỉm sữa đó, hoặc là những group về bán hàng online, những cách kiếm tiền online kinh doanh trên mạng đó. Thì khi mà bạn đã tham gia vào group đó đó thì bạn hãy đăng vào những cái status đó, làm sao đó hướng tới cái việc người ta comment. Ví dụ là ai mong muốn kiếm được khoảng là 2 triệu thêm một tháng dựa vào 15 phút rảnh rỗi mỗi ngày thì comment tôi phía bên dưới. Đó, thì chứ không có phải là bạn nó quăng thẳng cái đường link vào nha. Bạn quăng thẳng đường link vào thì thứ nhất như kiểu là bạn đang đi spam, và thứ hai là cái tương tác nó sẽ không có cao. Bạn hãy làm sao đó bạn hãy post post cái gì đó để gợi cho người ta comment. Thì khi mà người ta gợi comment rồi, người ta chủ động người ta inbox cho bạn, thì lúc này bạn sẽ tuyển được rất nhiều rep đó. Đây là cái mà kinh nghiệm thực tế mà Sơn đã làm được và rất thành công nha. Nếu bạn thực sự bạn làm theo đúng những hướng dẫn và chỉ dẫn Sơn làm thì các bạn chắc chắn sẽ làm được. Trong cái lớp học viện Clickbank chuyên sâu của Sơn thì Sơn có chia sẻ rất là nhiều anh em học viên và làm thị trường nước ngoài nha, làm thị trường nước ngoài, thì những cái bài post đó toàn là những người nước ngoài, người ta comment vào nó lên tới 200 comment, 500 comment trên một bài post, và mình tham gia vào rất là nhiều nhóm khác nhau thì mình tuyển được rất là nhiều rep các bạn ạ. Thế đó là cái chia sẻ thực tế nhé. Thì bạn đã có thể tuyển được 200 tới 500 người từ cái group cộng đồng này, là cái việc hoàn toàn có thể làm được. Được chưa? Ngoài ra thì bạn cũng có thể tham gia vào một vài cái forum, những cái diễn đàn đó, sau đó bạn viết những cái bài hướng dẫn đi, thì lúc này bạn sẽ tuyển được rất nhiều những người rep khác nhau, được chưa? Thì đó là cái mà Sơn hướng dẫn các bạn nhé. Thì nếu như bạn thấy video này thực sự có ý nghĩa, hữu ích với các bạn thì đừng quên bấm một nút like và đăng ký subscribe kênh YouTube của Sơn để nhận những video mới nhất trong thời gian tới nha. Đó, và Sơn rất là hoan nghênh những anh chị em nào mong muốn học cái chương trình chuyên sâu Advanced như vậy. Dĩ nhiên cái học phí rất là cao, không, bởi vì Sơn dùng chất xám và Sơn dùng cái thời gian và công sức của mình ra để trực tiếp kèm cặp và hỗ trợ cho các bạn để các bạn làm được điều đó. Đó, dĩ nhiên học phí rất là cao nhưng Sơn cảm thấy rằng nó rất là xứng đáng. Đó. Rồi, thì bạn cũng có thể là tìm kiếm thêm những cái chủ đề là Sơn PS kiếm tiền online này. Đó, sau bạn bấm một nút tìm kiếm thì sẽ ra rất là nhiều những cái chủ đề mà Sơn đã hướng dẫn trước đây rồi nhá. Hoặc là Sơn Clickbank hoặc là Clickbank Sơn PS. Đó, thì bạn nó sẽ ra được rất nhiều những video, hoặc là bạn có thể bấm một đường link phía bên dưới video á, ở phần mô tả thì Sơn có để lại cái một cái khóa học online, bạn có thể vào đó và học miễn phí và bắt đầu với nó để kiếm được 200 đô tới 500 đô một tháng thu nhập. Ok, rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.